đây, đây, độc thân. Vâng. Đi thuyền nào chả? Đây đây. Thuyền nào mà không có nóc đâu chị? Thuyền này không có nóc á? Vâng, 120. Có. Vâng. Có 120 là lên được tàu. Cho em cái thuyền nào mà không có mùi, không có nóc. Hai người. Thuyền nào mà đi như gió á. Ok. Mất khoảng 120 chúng tôi đã lên tàu trải nghiệm sông Nho Quế. Sau khoảng 5 tới 7 phút đợi cho đủ thành viên thì tàu chúng tôi đã bắt đầu trải nghiệm tham quan dòng sông Nho Quế, hẻm Tu Sản. Đây là một con sông khá đặc biệt. Con sông nằm ở lưng chừng núi của đỉnh Hà Giang và có màu nước rất là trong xanh. Dòng sông luôn luôn có một trữ nước ổn định nhằm phục vụ cho quá trình tạo dòng điện của đập thủy điện Nho Quế. Du khách đang ngồi ở phía trước tàu để chụp hình check-in và quay những thước phim đẹp nhất của dòng sông Nho Quế của tỉnh Hà Giang. Khoảng 5 tới 7 phút chụp hình tại giữa lòng sông thì chúng tôi tiếp tục di chuyển vào phía đầu con sông. Ở phía xa xa các bạn có thể quan sát thấy rất kỹ là những thảm động thực vật ở đây hết sức phong phú và đa dạng. Ở những vách núi kia mình nhìn giống như những dạng san hô. Văn rất chi là đẹp, nếu mà các bạn được tận mắt nhìn thấy các bạn sẽ thấy nó hùng vĩ biết chừng nào. Kìa, có những cái hang nhỏ trong vách núi kìa. Mình xin nhắc lại nha, mình đang đi trên dòng sông Nho Quế của hẻm Tu Sản. Đây là hẻm Tu Sản. Vị khách Việt ra thì trên tàu chúng tôi hôm nay còn có một vài vị khách nước ngoài cũng tham gia chuyến đi hành trình của chúng tôi. Đây là những đoàn khách khác đã tham quan trở về. Đổi giá liên tục đi nhá.
chào Quế, hẹn gặp lại Hà Giang vào một cái dịp gần nhất. Đặc biệt hẻm Tu Sản.